Thành đoàn Thủ Dầu Một phát động đến đoàn viên thanh niên đội viên chương trình viết thư online, thư tay và vẽ tranh sẽ chia những thiệt hại do bão lũ gây ra với người dân các tỉnh thành phía Bắc. Chỉ sau một tuần phát động, thành đoàn nhận được hàng trăm bức thư, tranh vẽ, gợi gắm tình cảm yêu thương của thế hệ trẻ đất thủ đến đồng bào miền Bắc. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hàng trăm học sinh, thanh niên và đoàn viên. Qua những lá thư và bức tranh, tuổi trẻ Thủ Dầu Một không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết sẽ chia với đồng bào miền Bắc, mà còn gửi lời tri ân, khích lệ đến các chiến sĩ, cán bộ công an và lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Với một sức nhỏ bé của em thì em chỉ có những lời gửi gắm tình cảm, hy vọng là các bạn vượt qua được những khó khăn và mất mát. Hoạt động viết thư này thì bản thân em cũng sẽ nhắn gửi một số cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái lời chúc bình an cũng như là sức khỏe đến tất cả các đồng bào miền Bắc. Ghi nhận tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một, bên cạnh số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, các em học sinh còn gửi gắm tình cảm qua những bức vẽ và thư tay đầy ý nghĩa, chia sẻ với các bạn và các chiến sĩ nơi bão lũ. Em xem TV ra thì em rất là xúc động vì thấy các chú bộ đội tìm rất là nhiều cách để giúp đỡ bà con. Con mong là các chú bộ đội và mọi người luôn mạnh khỏe, cùng nhau giúp miền Bắc vượt qua khó khăn này để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, các bạn sinh có thể tới trường để học tập. Lá thư là tất cả tình yêu thương mà em muốn gửi tới đồng bào miền Bắc vì sự ảnh hưởng của cơn bão số 3. Em viết về các chú bộ đội đã cố gắng để cứu người dân. Tính từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đến nay, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã ghi nhận 80 bức thư tay, 75 bức tranh vẽ từ các em học sinh và hơn 800 thư động viên online từ đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, tính đến ngày 16 tháng 9, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã vận động được hơn 110 triệu đồng và hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ đồng bào vùng lũ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Thủ Dầu Một.